Dạ, em xin chào tất cả các ngân thủ ạ. Chào mừng các đã quay lại với video mới của em. Video tối thứ hai trong ngày 30 tháng 5 và kỳ 653. Rồi, tối nay thì em sẽ có mấy cái hộp lưỡi cho các anh nhé. Hộp lưỡi Nhật là mấy cái này em sưu tầm á. Nay em ít đi câu quá thì em nhường lại cho các anh luôn nha. Rồi, và hôm nay em sẽ có máy câu và cần câu cần đắp khúc. Những cái cần đắp khúc có thể câu đơn, ngâm lăn xê, đánh biển và câu bè, câu tôm. Hôm nay cuối cùng thì em sẽ có cây cây lua nhé. Cây này thì rất là nhiều người dùng nè, cây này lên là bán liền á. Và cây ba khúc, cây cần câu lua đó nhé. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692, 76692, một số duy nhất nhé. Và anh nào đặt trên anh nào đặt một sản phẩm ở đây thì 30k, còn về phí cần là 40k. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship nhé. Đấy, còn về lưỡi câu thì anh nào đặt trên 3 hộp thì em sẽ bao ship được ạ. Đây, em xin phép lên lưỡi câu trước đi nhé. Hôm nay em sẽ có lưỡi câu lớn gửi đến các anh nè. Ở đây em có 4 hộp, hình như có còn lại có 4 hộp này hay sao đó. Lưỡi này là lưỡi câu phải nói là cái gì đây ta? Đây. Cái lưỡi câu này á là lưỡi câu lớn, có các anh có thể đánh dòng những dòng cá chép đồ lên, cá chép cá rô phi đồ lên nhá. Đấy. Cái lưỡi này cái đuôi của nó là đuôi dẹp nhỏ thôi. Và cái lưỡi này cái ngạnh của nó thì không ngạnh nhá. Hình như là không ngạnh cho mình, đúng rồi, cái lưỡi này là lưỡi không ngạnh, những dòng lưỡi không ngạnh nhá. Hộp của nó là có 48 lưỡi ở trong một hộp. Một hộp này em bán với giá là 150 nhá, tất cả ở đây luôn. Một hộp là 150, hai hộp là 300, ba hộp là 450, năm hộp là 600. Đấy, bốn hộp là 600 nhá. Lưỡi này là em sẽ đo bên ngoài đi. Đây, các anh đợi một tí nhá. Đây, em đo cái đường kính bên ngoài nè, đường kính bên ngoài của nó là tầm là 2 cm cho mình nhé, 2 cm, và cái miệng của nó là nó sẽ tầm là 0,9 cm nhá, nó gần 1 cm rồi. Để em đo từ phần này đến phần này. Ok, 80 lưỡi, 84 lưỡi trong một hộp nhá, nó rất là nhiều, một hộp 150. Ở đây mã số mã A nhá, 150 một hộp là lưỡi lớn. Tiếp theo là sẽ là lưỡi bé nè, lưỡi bé nha. Đây, mã A, mã B, mã C đi, bởi vì hai cái lưỡi này á, cái bên này nè, bên này nó nhỏ hơn bên này, nhỏ hơn một tí xíu, nhẹ nhẹ. Những cái lưỡi này cho các anh câu cá nhỏ và câu tôm thôi, không biết để dùng làm gì đây, nó rất là nhỏ các nhá. Đây, cái bút nha, cái bút em thường dùng nè. Đây, nó rất là nhỏ, lưỡi mini, trên đầu của nó có cái đồ giống như cắm kim á. Đấy, đầu này. Đấy, rất là nhỏ các nha. Trong một hộp này là 20 lưỡi. Các anh nhìn xem 1.500 yên rồi nha. 20 lưỡi một hộp và 150 một hộp nha. 150.000 một hộp cho cái lưỡi này. Đây mã B, 150.000 một hộp. Mã C cũng vậy luôn, 150.000 một hộp luôn nha. Lưỡi này cái nó to hơn cái lưỡi này nè, số 2 và số 3. Đấy. Đây mã C, 150. Lưỡi nhỏ nha. Rồi tiếp theo nè. Đây, cái lưỡi này thích hợp cho các anh câu tôm, câu rô nè nhá, tôm rô riết. Đây, nó nhỏ, nó giống cái lưỡi A nhưng mà nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn nhá, nó không có câu chép nổi, chép nó cái miệng nó to. Đây, đường kính của nó nè, đường kính của nó là nó tầm là 1 cm cho mình. Đấy, hơn 1 cm nha, hơn 1 cm một tí. Còn cái miệng của nó là tầm 0,5 cm. Đấy, cho các anh câu tôm, câu câu rô, câu giết rồi nè, câu những con cá vừa vừa nhá. Một hộp của nó là có 84 lưỡi luôn và 1.800 yên đây. Một hộp thì giá 150 nhá, một hộp giá 150 cho mình luôn. Mã này là mã D nhá, mã D, một hộp 150. Rồi tiếp theo sẽ là máy câu ạ. Đây, máy câu ở đây hôm nay em có con Olympic cơ tích chạy bạch đạn. Con này là máy câu tôm luôn, size 500 thôi. Hôm nay bạn China xuất mừng Nhật cho mình. Olympic này cái thân nó tốt à, thân carbon, cối hợp kim, không rung lắc, tay quay kim loại, kẹp cước nhảy, côn thì keo đầy nè, mô bin sống lưỡi gà keo, cối dày luôn nhá, cối inox, lăng cước sáng đẹp, tay quay đổi trái phải, máy chạy thì mượt mà luôn. Con này câu bền tốt á nha, câu bền tốt cho con này. Đấy, mấy câu tôm câu cá nhỏ nha.
Đấy, rất là mượt mà. Rồi, mã số 1 giá 200, số 1 200.000. Số 2 cũng là con máy nhỏ luôn. Con này hơn con kia một tí xíu, nhẹ nhẹ thôi. Con này thì nó ghi là Odeon 2000, cước máy 0.22 là 105, 0.25 là 85. Con này chạy bạch đạn bên trong nhá, con này chạy ba bạch đạn nè, ba bạch đạn. Thuộc bản China xuất Nhật luôn và thân carbon, cối hợp kim. Côn nó keo nè. Và vòng tua nó cao 5.2, một bên sóng. Con này size của nó là bằng nhau nhá. Đây, size bằng nhau, size 500 luôn. Máy câu tôm mini. Đạt cước tốt. Lăn cước sáng đẹp, tay quay đổi trái phải. Một chiều chốt chặn con này có dòng thắng ABS nè nhá. Đấy, thường đặt tên là thắng ABS thôi. Kiểu nó dừng nhanh á, phanh gấp á. Đấy, mượt mà, tay quay kim loại luôn. Ngoại hình thì mấy cái miếng ốp ở bên dưới đế thì nó bắt chóc sơn. Thân của nó là carbon. Mã số 2 giá 190, số 2 190k, máy quay mượt mà. Số 3 một con Shimano Holiday Spin 2000 nè. Con này thì thuộc bản Malaysia xuất Nhật. Toàn thân carbon luôn và tay quay kim loại nha. Một bên sóng. Con này chạy tốt nè, nó đều. Và cước máy 3 là 100, 4 là 70, size 2000. Lăn cước sáng đẹp, tay quay trái phải. Máy của hãng Shimano nhá. Shimano nó ghi số size ở trên máy á, đa phần là chuẩn hết nhá. 2000 là 2000, ghi 2000 là 2000. Rồi. Con này mã số 3 giá 280, số 3 280k. Số 4 là một con đuôi chuột đến từ Nhật đây. Carbon Joy 2000RD. Con này size máy là 3000 nhá. Máy Japan. Size 3000. Rồi size 3000. Chạy ratio là 5.1, còn chạy bạch đạn nè. Cước máy cước 3 là 170, cước 4 là 120. Máy đuôi chuột núm côn bên dưới. Máy còn đẹp luôn, ngoại hình nè, ngoại hình cao. Và cước tốt. Đang cước sáng, mô bin sống. Tay quay đổi được trái phải nha. Đấy. Máy này quay ok. Đấy, tiếng kêu là tiếng kêu do cái cối nó sẽ kêu nha. Có tiếng kêu phát âm ra. Hai chiều nè. Con này không bị xào nhá, không xào. Đấy, máy được làm màu đen nhám, mã số 4 giá là 330. Số 4 330.000, size thực là 3.000. Rồi, số 5. Rồi, con này là một con Daiwa Rigon S 2500T, chạy bạch đạn, bản Japan luôn, nội địa Nhật nha. Thân carbon, cối hợp carbon luôn. Và núm côn keo nè. Một bình sống. Con này thì cước máy canh vào 2200, 3150, 4 là 100m. Tay quay trái phải, tay quay kim loại. Đạt cước tốt. Lăn cước sáng đẹp. Đấy, ngoại hình cũng tương đối ok. Vậy mình đánh chùi lại mấy cái này, đắt nó dính vô bên trong. Em lười chùi thôi. Rồi, một chiều chốt chặn đây. Đấy, máy quay cũng có chớn rồi nhá. Hai chiều đầy đủ. Rồi, con này mã 5 giá 380, mã số 5 380.000, size thực là 3.000 nhá. 3.000, những con này nó đánh lóc được rồi. Con này nè là một con 4.000 nè, to nè. Đây là một con Daiwa A1600 trồng lông cát spool ra dây nhanh cho mình. Bạn Thái Lan xuống Nhật, tay quay trái phải, mô bin sống, lưỡi gà keo. Thân máy làm bằng carbon nhá. Cước 2, 4 là 200 nè, 5 150, 6 là 120. Con này size thực là trên tới 5.000 rồi, 4 đến 5.000 nha. Lăn cước sáng đẹp, tay quay trái phải. Tay quay máy làm bằng kim loại. Đấy. Máy quay thì như vậy thôi nha. Bạn đài con những con cái dòng này á thì thuộc thường là có Thái Lan và China sản xuất cho mình nha. Mã số 6 giá là 350, số 6 350.000, size 4 đến 5.000. Rồi con 4.000 nè. Con này là một con Shimano Alivio, ngoại hình hơi xấu nhưng mà cái dòng này là dòng tốt. Ngoại hình xấu thì giá nó rẻ hơn nhiều nhá. Con này thuộc bản Malaysia xuất Nhật. Cước 3 200, cước 4 150, cước 5 110. Size 4.000 rất là đa sử dụng.
canh cầu đơn ngâm đăng C đánh lua đánh ba tiêu cho con này được nhá. Một binh sống phối hợp kịp để cướp con nhảy nè, lăng cướp còn mượt như ca nhá. Đây nói chung ngoại hình máy nó hơi cũ tí, tay quay đổi được hai bên và một chiều chút chẳng có thắng ABS nha. Đấy. Đấy, nói chung máy thì nó cũng đảm bảo cho mình, quay nó cũng còn tốt cho mình nha. Đấy. Này bôi dầu thêm mỡ nhiều nữa là ok rồi. Mã số là 7, giá 300, số 7 300.000, Shimano Alivio 4.000. Số 8 là một con Shimano Biomaster 4.000 luôn, con này chạy 4 mạch đàn, hàng nội địa Nhật nhá. Này là Japan rồi. Đấy, cối hợp kim, hồ biên sóng, con này cũng là size 4.000 luôn. Này bên trên hơi cũ tí cả nha, chóc sơn, cả cước tốt này, lăng cước này, đặc biệt có lăng cước tốt là ngon à nha. Đấy, tay quay trái phải được, cối hợp kim nha, ốc vít màu vàng gold nè, ốc vít còn đẹp nè. Rồi, tay quay kim loại, tay cầm đúng gỗ. Con này size máy là 4.000, quay còn bạo nè, hai chiều đầy đủ luôn. Đấy, máy quay còn mượt tốt nha. Đây, cước máy thì cánh vào 3 là 200, 4 là 150, 5 là 100m. Mã số 8, giá 420, số 8 420k. Rồi, tiếp theo sẽ là cần. Hôm nay đều là cần đắp khúc nha, tối nay. Rồi. Cây đầu tiên là một cây câu Heichi, câu bè nè, nó thuộc dạng câu Ikada được nè, cái này nó cong được tốt, cao nè, độ cứng nó thấp, độ cứng 10 á nha. Cái này thuộc hạng Olympic, chiều dài cần là 1m8, cần Nhật nha. Phôi cây này thì là phôi FIP, tay cầm cán gỗ nè, bát quặng kim loại, khuyên kim loại luôn, ngọn thì ngọn đặt tháp nữa. Khuyên đề ba của cần sẽ là khuyên Fuji dạ quang nè, Fuji á nha. Alo đây. Đấy, đều là khen kim loại hết nha. Cái này ngọn đặt tháp. Rồi, câu bè, câu tôm, câu mực, câu chắp hành nâu gì á nha. Ngọn 1 ly, trọng lượng 130g, mã 9 giá 200, mã số 9 200k. Rồi số 10 là một cây thuộc bản China xuất Nhật nè. Cái này là một cây club ten nha, có mã code đây. Đấy, chiều dài cần sẽ là 1m2. Cái này là một cây cần cắm gốc, ngọn là ngọn carbon, dạng carbon đặt ở bên dưới nè. Đấy, khuyên bát cần đều là khuyên bát hạng nha. Cái này là một cây cần cắm gốc nhỏ, chiều dài 1m2, lấy dán quăng keo thôi, tháo ra là được, cái dán dính vô cây cần á mới tháo ra. Rồi, đấy, một cây cắm gốc nhỏ này, về lau chùi sạch sẽ nữa là ok, nói chung là đẹp rồi, độ mới cao rồi. Cắm gốc nhỏ nha, đây, cần cứng nè, ok. Ngọn 1.6 ly, trọng lượng là 150g, mã 10 giá 300, mã số 10 300.000, cây cắm gốc. Mã 11. 11 này hình như cái này nó chế lại nè các nhá, nó chế cái gốc lại. Đấy, cái này thì có chiều dài 1m8 luôn. Cái này là một cây cần trúc. Ngọn của nó là ngọn phíp cho mình nha, ngọn phíp. Đây đây nó bò đẹp. Tay cầm bò đẹp, bắt gặp Fuji FS6, khuyên là khuyên Fuji loại xứ trắng. Hai khúc nha, cái này hai khúc, câu bè câu sát bờ được, câu sát bờ được. Đấy, dàn khoen Fuji là xứ trắng hết. Ngọn cần là 2 ly, trọng lượng 159g, mã 11 giá 300, 11 300k. Cái này, cái độ cứng của cần đây. Đấy, cứng cáp luôn. Cứng tầm 20-30 á. Rồi, tiếp theo là một cây Heichi nữa. Cái này 2m1, độ cứng 10. Đấy, cứng 10, cái này là một cây của hãng Olympic và nó đến từ Made in Korea, có tem vàng đầy đủ. Độ mới cây này cao nè, nhìn vô nó sáng rồi. Đế máy chèo gỗ nè, tay cầm được bo chị rất đẹp, nhiều màu. Bắt gặp Fuji, khoen là khoen Fuji loại xứ xám. Cái này độ cứng nó rơi tầm là 15k nha. Này, cái ngọn nó nhỏ nè. Anh nào muốn đánh cảm giác cá cháp á, lấy cây này nha. Đấy, khoen Fuji hết. Độ mới thì cao rồi. Đấy, không cần chụp, không cần xem hình cho cây này luôn. Cây này độ mới cao rồi.
video dễ các anh nhìn rõ rồi nha. Rồi, ngọn 0.7 ly, trọng lượng 140g, mã 12, giá 12.330.000. 13 là một cây hai khúc, các anh câu đơn ngâm lăng xe. Đây, đơn ngâm lăng xe nha. Cái này là một cây phôi phíp nè. Chiều dài 2m4, độ cứng là 40 đến 60. Rồi. Trọng lượng của nó thì em căng á, em căng thực tế á là 203g. Cái ngọn căng thì nó rơi tầm là 2 ly. Góc của nó là 17.5 nha. Cái này là thuộc hạng West nào. Phôi căng là phíp. Ờ vậy thuộc hạng Procat nha, Procat. Căng rất là đẹp nha. Độ mới rất cao luôn. Đây. Khuyên bát Fuji hết, bát Fuji. FS7 khuyên Fuji. Đấy. Mọi hình thì cực kỳ đẹp luôn. Không hiểu sao đây. Bởi vì nó có cái túi đi kèm cho nó rất là đẹp nha. Đấy. Không lỗi lầm luôn. 2m4 độ cứng 50. Quá đẹp cho cây này. Cái này ngọn 2 ly, trọng lượng 203g, mã 13, giá 500. 13.500.000 nha. Rồi 14. 14 là một cây Shimano nè. Đây là một cây Shimano, một dòng Shimiti. Dòng đời tốt đây. Cái này là chiều dài 1m8, bản China xuất Nhật nha, có mã code. Và có tem vàng nằm bên dưới đây. Đấy. Phôi cần là phôi carbon nè, nhìn rất là chuẩn carbon luôn. Và dàn khuyên cần là Fuji nhá. Kêu chỉ còn tốt nè. Bát quặng Fuji có in chữ Shimano. Ngọn cần là ngọn đặc tháp nữa. Cái này độ cứng tầm 30-40 à nhá. Khuyên Fuji xích luôn. Alo. Đấy. Cái dàn khuyên của nó nè. Alo là alo Fuji xích nhá. Kêu chỉ thì của nó nguyên bản hết á. Anh thấy chỉ màu đỏ không? Đấy. Shimano hay là mấy chỉ màu đó. Đấy. Rồi. Cái này là cây hai khúc 1m8 nha. Anh nào câu xong hồ tự nhiên được nè. Rồi, ngọn 1.7 ly, trọng lượng 197g, mã 14, giá của nó là 800 nha, 14.800k. Rồi em xin phép lên sản phẩm tiếp theo nha. Cái này là một cây cần Kenzaki, ai cũng biết luôn. Đây. Một dòng VIP nha, cái này là dòng Super. Thường là có chữ Kenzaki thôi, cái này Super Kenzaki. Đai qua, chiều dài 21. Cái này cho các anh đánh bạo lực, đánh biển nha. Độ cứng cái này thì hiện tại nó tầm khoảng 150 độ lên á. Và tay cầm của nó là bọc da, da cứng, bát quặng, bát kim loại. Đế thì đế gỗ rồi. À vậy, tay cầm ở bên dưới là gỗ rồi. Đế thì đế mút cao su. Phôi cần là phôi phíp nha. Cây Kenzaki này có ngọn là 4.3 ly, trọng lượng là 700g. Khoen là khoen Fuji xứ biển nha. Hàng là hàng nội địa Nhật luôn. Nội địa Nhật Bản Daiwa Kenzaki. Khoen đề ba là khoen chân quỳ. Đấy, bo chống nổ đầy đủ, càng chắc chắn cậu bền tốt. Cái này mã 16 giá 700. 16 700.000. 700g luôn nhá, vừa 700g vừa 700.000 luôn. Cái tiếp theo anh nào muốn săn tra mè lấy cây này hai khúc. Đây, 2m7 độ cứng 150, dòng Super Cung của hãng Alpha Ticker, bạn China xuất Nhật nha. Cái này thì dàn khuyên của nó là dàn khuyên hạng, nhưng mà thuộc dạng khuyên chân quỳ. Bát của cần sẽ là bát Fuji nhá. Bát Fuji. Khuyên của cần là khuyên Fuji luôn. À, khuyên Fuji luôn các anh nhá, không phải khuyên hạng đâu. Khuyên sứ của nó được mài tròn Fuji hết. Đây, nó thuộc dạng chân quỳ cho mình. Kêu chỉ nó còn tốt nè. Khuyên thì nó đánh biển thì nó muối nó bám một tí xíu nhẹ nhẹ thôi. Đây thì nó cái về cái sơn lại là được nhá, nó chóc sơn á. Kêu chỉ nó còn tốt nè. Sử nó còn nguyên hết nha. Nhãn hàng các anh cứ kiểm tra như quảng cáo thì các anh cứ lấy. Đấy. Rồi. Ok. Cái này độ cứng 150, cứng quá ok rồi. Và nó là cần carbon cho nên nó xịn nhẹ hơn. Các anh đánh tra săn mè đầy đủ luôn nha. Cái này ngọn 3 ly, trọng lượng 374g, mã 17, giá 1.1.000. 17.1.100. 2m7 độ cứng 150. Tiếp theo sẽ là một cây ba khúc nè. Cái này rẻ nè. Cái này phôi phíp pha carbon nhé, phôi phíp pha carbon. Đây, nó có chiều dài 39, độ cứng của nó rơi tầm là C đó, độ cứng C cho nó sẽ ít đó nhá, các nhá, C đó là độ cứng 30 cho cây ba khúc này. Anh nào đánh lục bạc bại biển hay là đánh lăng xê dùng cái này nhá. Đây, bo chống nổ nè, alo nè, rất đẹp luôn. Alo Fuji, loại sứ xám, có viền viền đỏ.
Cái này 39 nhá. Mấy cái khuyên là khuyên gặp hết. Khuyên gặp hết đây. Bát gặp Fuji FS7 đây. Đấy, toàn là khuyên gặp thôi. Cái này có tổng cộng là 3 khuyên và 1 alo, tổng là 4 nha. 4 trên 1 cây cành. Đấy. Full fit và carbon. Cái này ngọn 4.2 ly, trọng lượng là 618 g, mã 18 giá 600, 18 600.000 cây 3 khúc ạ. À. 3 khúc săn hàng luôn nha. Rồi, cái này cây câu biển nè. Cái này mã 19. Một cây 2m7 của hãng Daiwa. Full fit nha. Cái này full fit hãng Daiwa. 2m7 cứng cao luôn. Cứng 200 độ lên luôn nha. Đấy. Đế nè, đế cao su, tay cầm gỗ. Bát quặng bát kim loại, khuyên là khuyên ở biển. Khuyên này rồng độc biển dạng khác nha. Này. Này có in chữ wow, in chữ đa, cái này khuyên chính hãng Daiwa luôn các nha. Đây nó có in chữ Daiwa nè. Rồi, đúng rồi Daiwa rồi. Cái chữ Daiwa rồi. Khuyên hãng Daiwa luôn. Dạng rồng độc khuyên biển cho mình. Đấy. Đây, chữ Daiwa đó to cỡ này luôn nè, đấy, Daiwa. Alo thì nó xoay được 360 độ luôn, nó chống sẵn dây cho các anh nha. Xoay 360 độ nè, không có cố định, không có dễ đứt dây cho mình. Và bên trên thì bo chống nổ rồi. Cái này full fit nha. Độ cứng cao, cứng trên 200 300 á. Rồi. Các anh có thể gắn máy ngang, máy đứng đều được nha, câu biển mà. Ngọn là 5.6 ly, trọng lượng 789 g. Mã 19 giá 500.000, 19 500k. Rồi 20 là một cây hai khúc và hai ngọn luôn. Cây này có đi kèm túi ni lông. Đây là một cây của hãng Daiwa, cũng là cần Nhật nha. Đây. Sun Kison, chiều dài cần 2m1. Cây này có hai ngọn. Hai ngọn đều là hai ngọn đặt tháp. Dàn khoen của nó đây, nó có cái một ngọn là bị muỗi ăn. Muỗi ăn cái khoen, chắc nó lấy cái ngọn to nó đánh thường xuyên. Hai cây đều là xoay alo xoay 360 độ nha. Đấy, cái khoen biển nè, khoen kim loại hết nha. Đều là kim loại hết. Đấy. Rồi, nó có độ cứng của cần. Một ngọn là cứng 40, một ngọn là cứng 80 à. Phôi cần phôi phíp màu xanh luôn nè. Tay cầm cán gỗ, bát vặn bát hạng. 2m1 nha. Ok. Đấy, khoen đề ba còn sáng nè. Một ngọn có khoen nó bị muối ăn thôi. Đấy. Cái này một ngọn 2.2 ly, một ngọn 4.1 ly, trọng lượng tổng thể 609 g, mà 20 giá 600, 20 600.000. 21 là một cây săn hàng đánh biển, cần còn rất là đẹp luôn. Đây. Cái này nó có chiều dài 2m4, độ cứng của nó là trên 250 lận. Độ cứng cao. À. Dàn khoen rất là đẹp luôn em ơi xem. Đây, alo nó nè. Alo Fuji loại xứ xám. Cái này môi trề chống sẵn dây, à, rất là to. Phôi dày đặc, bo chống nổ đầy đủ. Đấy. Sứ alo quá tuyệt luôn. Đây. Còn khuyên đề ba này, còn sáng mới. Đấy. Cây này còn đẹp cả nha. Ngoại hình nước sơn là màu mực làm nhám nè. Đấy, ngoại hình rất đẹp. Bát quặng phu bát hạng. Còn đẹp luôn. Không hư hại nha. Đấy. Có khuyên cột dây bảo hiểm cho mình luôn nè. Đấy. Cần quá tuyệt luôn rồi. Nói chung là tìm một cái cần đẹp như vậy mà cần bại khó. Cái này có ngọn 5.7 ly, trọng lượng 649 g, mã 21 giá 500 nha. 21 500 nghìn. À, nào chuyên câu biển thích lấy cái này liền luôn. Nếu mà không quan trọng ngoại hình nha. Còn mình nếu mà quan trọng ngoại hình, còn mình không quan trọng ngoại hình đó, mình kiếm cái phôi cần thôi. Rồi tiếp theo là một cây ba khúc. Cái này đánh săn hàng được nè. Đánh trà mè, đánh biển đồ thoải mái luôn. Cái này ba khúc cần carbon. Nó có chiều dài 3 mét ra nha. Nó cứng độ tầm là trên 150 cho mình. Dòng Super Kenduri, một cây carbon nha. Super Sen Beauty Carbon Olympic. Chiều dài 3 mét, cần nội địa Nhật Bản, có tem vàng. Đấy, bát quặng Fuji nè. Khuyên đề 3 là khuyên chân quỳ nha. Tất cả đều là Fuji hết. Và phôi carbon. Có khuyên cột dây bảo hiểm đây. Lâu chưa sử dụng nè. Rồi, ok. Kêu chỉ còn chắc nịch luôn. Đấy. Khuyên bát Fuji hết nha. Khuyên là khuyên xứ biển hết. Bo chống nổ đầy đủ luôn. Rất đẹp rồi. À, keo chống nổ này. Không biết khi nào nó mới gãy nổi luôn. Bệ nổi luôn. Đây. Đấy.
Cái này thì có ngọn là 4.3 ly, trọng lượng là 483 gram. Mã số là 22. Giá của nó là 950 ra nha. 22 950 cho cây này nè, 3 khúc cần carbon của hãng Olympic. Tiếp theo sẽ là những cái cần Heiichi cho cái câu bè rồi nè. Cái này là một cái đầu tiên, một cái cần thích hợp cho các anh dùng máy ngang. Các anh cũng có thể câu dạng con dít nhỏ nhỏ cũng được. Đây, nó là một dòng Super Light, chiều dài 1m95, độ cứng là 20-60. Nó ghi độ cứng M cho mình. Thuộc bản China xuất Nhật nha, nó của hãng Suzumi. Tay cầm cán cán mút và tay cầm tay cò. Phôi cần là carbon nha, bo chống nổ đầy đủ. Khen bát đâu là khen bát hạng hết. Cái này các anh câu bè ngon nè. À, em xin lỗi nha, cái này là khen đúng rồi, khen hạng nha. Khen hạng. Ngọn nó là ngọn đập tháp, cần nó độ cứng nó ghi cao nhưng mà cái ngọn nó sẽ có cảm giác ở phần này nha. Nó nảy á, nó nảy mạnh lắm, nó mạnh nảy lên mạnh lắm. Rồi, ngọn của nó hiện tại là 1.2 ly, trọng lượng 130 g. Mã cần là 23, giá là 450 nha. 23 450. Cái này máy ngang. 24 nè, đấy, cái máy đứng nè. Có thể lắp máy ngang nha, máy đứng. Cái này có chiều dài 1m8, có tổng cộng 2 khúc nè. Độ cứng của nó thì rơi tầm là 30, có mã code đầy đủ nha. Cái này bát gặp Fuji FS6, khuyên của cần là khuyên Fuji. Độ mới cái này còn cao. Này, ngoại hình của nó còn sáng á. Ngọn đặt tháp này. Khuyên Fuji nhá. Em mời xem. Đấy. Nhìn khuyên của nó này rất là bóng luôn, cực kỳ bóng. À, cái này khuyên hạng. Cái này nó cho mình một dòng khuyên hạng cho mình. Một dòng khuyên hạng cho nhá. Đúng rồi. Khuyên hạng xứ xích nên làm dạng xứ xích cho mình. Ok. Cần thì có ngọn 1.2 ly, trọng lượng 161 gram, mã 24, giá 600. Những cây Heiichi này các anh câu mực, tôm, câu bè nhá, cá bè cá gì cũng được. Tiếp theo là một cây 1m65. Cái này bạn Kodia xuống Nhật nha, có hai khúc nè. Đây, bát gặp Fuji FS6, khuyên là khuyên Fuji loại xứ xám. Đế gỗ còn đẹp nè. Đấy, quá đẹp. Dạng carbon giả văn trúc cho mình. Đấy, giả trúc nè. 1m65 nha. Độ cứng của nó cũng rơi tầm là 20-30. Đấy. Bo chống nổ đầy đủ luôn. Hai khúc Heiichi. Nhẹ nhàng, ngọn 1.4 ly, trọng lượng 130 g, mã 25, giá 650. 25-650.000. Carbon nha. Nè. Cần tem vàng đầy đủ luôn. Rồi. Mã 26 nè, cũng tựa cái kia nhưng mà cái này màu nó khác hơn tí xíu. Cái này là một cái crossover nhá, crossover chiều dài 2m1. Cái này độ cứng cũng tầm 20-25. Những cái Heiichi nó ra thẳng lắm nhá, nhưng mà cái anh câu đụng ra trúng cá là cái ngọn của nó sẽ nảy. Rồi, bắt gặp Fuji FS6, khuyên là khuyên Fuji loại xứ nâu. Là phôi nó nè. Phôi rất là dày cả nhá. Là cái màu phôi. Đấy. Ngọn đặt tháp luôn. Đây bên trên còn có chữ nè. Alo này còn zin luôn nhá. Rồi. Cái này có ngọn 1.2 ly, trọng lượng 172 g, mã 26, giá 600, 26 600k. 27 là một cây Shimano. Cái này có đi kèm túi vải nha. Rồi. Cái Shimano nè. Đấy, Shimano sáng ít nội gân. Cái này có chiều dài 2m1, độ cứng của nó là ghi là H nhá, ghi là H. Dòng High Power X carbon xoắn ít nội gân. Này, nội gân rất là nhiều. Ngọn cần là ngọn đặt tháp nữa. Tháp màu nâu, bên trên màu cam. Đấy, bên trên màu cam cho mình nha. Alo cái nè. Đấy, cần đã sử dụng qua alo nó có tình trạng là cuốn chị như vậy. Nhận khuyên cần là Fuji loại xứ xám nha. Phôi của nó nè. Phôi xoắn ít nội gân. Đấy, xoắn nội gân hết nha. Bát thì bát màu xám. Fuji FS6. Kêu chị còn tốt luôn. Đấy. Tem vàng đầy đủ luôn. Hai Power X cần Shimano của Nhật nha. Cái này có ngọn 1.3 ly, trọng lượng 116 gram. Mã số cần là 27. Giá của nó là 900. 27 900k.
Rồi, mã cuối 28. Cái ba khúc cần câu lưu Suzumi nè, đang đón chờ nè. Top Shooter. Cái này có chiều dài 3 m và tải mồi của nó sẽ là max 21 g mồi nha. Còn tải cần là 8 đến 20 lb, tầm là 90 kg cho mình. 21 g mồi, độ cứng của nó sẽ là tầm là ML trở lên nha. ML cho mình. Dàn khuyên cần là Fuji loại xứ nâu, khuyên 3 chân hết. Khuyên đề 3 nó to nè, cái này khuyên 30 rồi. Đấy, 40 nha, khuyên đề 3 là khuyên 40, bên trên là 30 nè. Alo của cần đây, mọi người xem. Đấy, còn nguyên nha. Ở đây nó thuộc ra thuộc vô, nó mắc cái màu sơn, không sao. Đấy. Có tem vàng đầy đủ nha. Cái cần 3 khúc cần câu lua nha. Lua lóc, lua chẹm tùy ca, bo chống nổ đầy đủ rồi. Đây là chỉ keo nguyên zin hết. Đây, keo line nè, mấy cái định vị á nha, định vị lóng của nó. Ok. Tay cầm cán mút bát quặng Fuji DBS. Rồi, em xin đọc lại nha. 3 m độ cứng tầm ML trở lên. Và tải mồi là max 21 g mồi, anh cứ tải thôi. Cái này có ngọn 2.2 ly, trọng lượng 280 g và 28 giá 900. 28 chính xị nha. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và đăng ký nha. Nhớ chia sẻ giúp em ạ. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra. Anh nào đặt hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Chúc anh đi công may mắn. Xin chào tạm biệt ạ.